tôi dành thời gian này để chia sẻ với các bạn một điều thú vị, đó là sự hấp dẫn của vòng 1 và vòng 3 với phái mạnh thì vòng nào sẽ hấp dẫn hơn. Có thể các bạn sẽ nói là vòng 1, nhưng hoàn toàn ngược lại. Thống kê của các đại học ở Mỹ cũng như ở Pháp, người ta thấy rằng vòng 3 là vòng mà hấp dẫn phái mạnh nhiều hơn so với lại vòng 1. Như vậy vấn đề là tại sao? Tại vì vòng 3 là vòng chỉ có ở dáng đi thẳng, hay nói khác là chỉ có loài người chúng ta mới có vòng 3. Ở các chủng tộc trên thế giới thì độ lớn của vòng 3 có khác nhau, và độ nhô của vòng 3 ra phía sau cũng khác nhau. Về độ lớn thì đối với Á Đông của chúng ta đó, cái sự hấp dẫn nó nằm ở chỗ cái dáng thon cộng với cái vòng 3 nhô cong ra phía sau. Cho nên cái việc mà gây sự thu hút với phái mạnh thì cái dáng người Á Đông lại thu hút, cái vòng 3 lại thu hút nhiều hơn. Người ta đánh giá cái chỉ số đó hài hòa hơn. Chỉ số ở vòng 3 của nhóm người Đông Á chúng ta chỉ có thua nhóm người Anglo-Saxon, tức là nhóm người của châu Âu một chút, nhưng chúng ta hơn hẳn cái nhóm dân Latin cũng như là nhóm dân da đen. Điều thứ ba, vòng 3 hấp dẫn nữa ở chỗ, nếu như các bạn để ý, các bạn sẽ thấy rằng khi người ta khoe cái thân hình trên bãi biển thì vòng 3 là người ta khoe trọn vẹn, chứ vòng 1 là người ta sẽ che. Cho nên đó là những cái điều mà vòng 3 luôn gây sự chú ý, luôn gây cái thu hút với phái mạnh hơn là vòng 1. Một điều đặc biệt ở đây là người ta đưa ra cái khái niệm về gốc quyến rũ. Vậy thì gốc quyến rũ là gì? Các bạn tưởng tượng cái thân người nó thẳng như vậy, vòng 3 nó nhô ra như vậy. Vậy thì gốc quyến rũ là gốc giữa thân người và độ nhô ra phía sau của vòng 3. Gốc này nên đạt 120 độ là đẹp nhất. Đặc điểm của người Á Đông của chúng ta thua người Anglo-Saxon một chút nằm ở chỗ là ngay cái bờ của xương chậu á, tức là vừa ngay cuối cái vòng 2 đó, nó lại hơi lớn hơn cái chỗ là vòng 3 thật sự, tức là nó lớn hơn cái vòng mông. Cho nên khi mà so sánh cái chỉ số giữa cái tỷ lệ độ lớn nhất của vòng 3 và chỗ thắt eo nhất á, thì chúng ta chưa đạt được con số 0.65. Cho nên chúng ta còn thua cái nhóm Anglo-Saxon một chút là như vậy. Tóm lại, trên cái thống kê là vòng 3 với vòng 1, vòng nào hấp dẫn hơn, thì người ta thấy rằng vòng 3 là vòng hấp dẫn hơn. Ở lý do thứ nhất là vòng 3 là vòng chỉ có ở dáng đứng đi thẳng. Như vậy bạn nữ nào càng có dáng đứng đi thẳng thì vòng 3 càng được chú ý hơn. Thứ hai là vòng 3 luôn gây sự chú ý và luôn gây tò mò với lại phái mạnh. Vì ở chỗ vòng 3 các bạn nữ luôn khoe một cách trọn vẹn, còn vòng 1 bao giờ cũng e ấp và không bao giờ khoe hết cả. Điều thứ ba là vòng 3 tạo ra một cái gốc quyến rũ. Người ta không nói là vòng 1 tạo nên cái vòng quyến rũ, mà người ta chỉ nói đến gốc quyến rũ của vòng 3. Và đó là ba lý do mà vòng 3 luôn thắng thế hơn vòng 1 trong cái việc thu hút về chỉ số thể hình đối với phái mạnh. Câu hỏi dành cho các bạn nè. Vậy thì khi Adam và bà Eva lần đầu tiên, thì ông Adam ông ăn vào vùng của vòng 3 hay ăn vào vùng của vòng 1? Thân ái chào tạm biệt các bạn.